Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu bạn tham gia một dự án có tên là Radiant Valency nha các bạn. Thì đây, dự án hôm nay các bạn click phần link mô tả như video mình, bấm Start Chatbot nè. Nhiệm vụ khá là nhiều luôn bạn. Mình sẽ nhận được bao nhiêu token đấy. Trên nguồn góp nó mình nhận 30 đô tốt cần có cái hiệu là RF nữa. Sau trên đây để có 3 đô các bạn. Thôi mình làm đại luôn đi các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên mình follow Twitter nè. Trên Twitter đây bạn theo dõi nè. Rồi bạn bắt up lên nè. Các bạn copy hashtag này và từ Witbot tặng 3 người bạn vào các bạn. Các bạn like nè. Các bạn trình dẫn cho Twitter nè. Chương trình góp này nó phong phối vào ngày 1 tháng 9 các bạn. Rồi các bạn tweet lên các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục follow Twitter và tweet cái nữa nè. Rồi. Tiếp tục bằng tweet các bạn. Thì trên nguồn góp bo này rất là uy tín các bạn. Các bạn like nè, các bạn tweet nè. Rồi. Tiếp tục các bạn join tiếp kênh group kênh seller nè. Mình xôn xào các bạn. Rồi bạn lướt cấp trang các bạn. Rồi các bạn bấm mai anh chatbot này các bạn. Rồi bạn bắt up lên. Rồi bạn subscribe kênh YouTube nữa nè. Rồi bạn đăng ký xong thì các bạn bắt up lên các bạn. Và bấm nút chat. Rồi bạn bấm xôn này dưới up. Rồi bạn bấm submit tên. Rồi các bạn điền lưu xin em telegram bạn đã xôn xào này góp các bạn. Tiếp tục bạn gửi đường link blue file từ Twitter mình nè. Bạn nhấp vào ba cạnh cùng, nhấp vào một poster, nhấp vào ba cạnh cùng, nhấp vào chia sẻ. Các bạn sao chép liên kết nè. Rồi các bạn dán gửi vào đây. Tiếp tục bạn gửi link request và tăng ba người bạn nha bạn. Bạn nhấp vào ba cạnh cùng, nhấp vào một poster nè. Các bạn chia sẻ cái bài các bạn là tweet cho tăng 3 người bạn của mình nè. Rồi mình gọi là chatbot nè. Tiếp tục mình gọi địa chỉ với bên B Smart Chain Bet 20 trên với chocolate nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn join vào. Xong bạn bấm done. Submit you tweet. Tiếp tục các bạn gửi một cái link request nha các bạn. Đây là bài của nó nè các bạn. Thì cái bài này nè. Rồi bạn nhấp cho ba cạnh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ cái bài các bạn là tweet đầu tiên. Rồi. Tiếp tục các bạn bấm balance đi chứ số cần mình kiếm được nha các bạn. Nhận được 3 tập cần có cái hiệu là Rea nha các bạn. Ghép link lên ghép chia sẻ trong bè cho người thân để kiếm tôi cần các bạn. With Go. Ok, With Go nó sẽ bấm phối vào ngày 1 tháng 9 nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo thì mình nha.